Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em có một ít loa Trung, loa Czech cũng như loa Nhật của các hãng Diatone hay là Sony hay Technic. Và đây có một cặp phân tần bass 252 đường tiếng của hãng Sony các bác nhé. Hai đường tiếng bass Czech Sony Japan. Và có một tinh chỉnh cho loa Czech sử dụng cho bát 25. Hai cái đều nguyên zin, hàng tháo thùng. Giá là 400 ngàn đồng thôi nhá. Kích thước con này là 9 cm, 8 x 9. Đã test hoạt động ok. 400 ngàn đồng bao ship toàn quốc. Các sản phẩm hôm nay em báo giá và bao ship luôn cho các bác. Đây là đường từ âm đi vào này. Dây đỏ đen là dây bát, còn lại là dây check các bác nhá. Đấy, tinh chỉnh ra, tinh chỉnh cho nó check, đã test hoạt động ok, giá 400 ngàn đồng bao ship. Tiếp đến là một cặp loa Trung rất khủng của hãng Diatone, dòng xương găng đúc luôn nhé, Trung xương găng đúc made in Japan. Đây nó ghi 8 ohm, công suất 15W này, made in Japan, giá 550 ngàn đồng bao ship toàn quốc, màng giấy, gân vải zin và có thay cái nón này các bác nhé, nón này nó bị mục rồi nên phải thay cái nón mới, thay nón mới. Nếu mà không bảo các bác thay nón thì thật sự là cũng nhìn cũng chẳng biết là thay nón này chưa đâu. Đấy, vì nó rất đẹp. Đấy, bằng giấy, kích thước đây em sẽ đo kích thước chiều bề rộng là 12,2 cm, đường chéo ốc là 12,5, còn phía dưới là 9 cm, làm chậm khá là to luôn, 8,5 cm. Đã test loa ok, loa bao zin, chưa động chạm thay thế bất cứ một cái gì cả, thay mỗi cái nón thôi, giá 550 đồng bao ship, củ từ to, xương găng đúc luôn các bác nhé, rất xịn sò luôn, của hãng Diatone Nhật Bản. Loa rất mới và đẹp, sexy các bác nhìn này, kiềng đúc này sáng choang luôn, made in Japan, Nhật xịn, nguyên zin, nguyên bản. Thay mỗi nón được các bạn. Đây, cái nón nó mục rồi. Cái nón này cũng chả ảnh hưởng gì cả đâu các bạn nhé. Đây, 550 đồng bao ship toàn quốc. Tiếp đến là cái cặp loa Czech của Sony. Sony Nhật Bản, 6 ohm, ghi 7W này. Czech thì không cần Czech công suất lớn làm gì cả. Như thế này là tí tách, êm tai lắm rồi các bạn. Giá cho cặp loa là 550 ngàn đồng. À xin lỗi, 500 ngàn đồng bao ship. Nó check kích thước bề ngang là 11 cm, đường chéo ốc là 11 cm, ở phía dưới là 8 cm. Củ từ cũng rất là gấu luôn, 7,5 cm. Loa đã test hát tốt, nguyên zin nguyên bản. Dòng này là màng giấy các bác nhé, màng giấy này, ở trong là màng giấy, gân vải zin, check HT tech nè kèm, giá 550 ngàn đồng, xin lỗi, 500 ngàn đồng bao ship, đã test hát tốt, loa nguyên zin. Này chỉ cái nâu đi là sạch keng luôn, mới bóng luôn, 500 ngàn đồng bao ship thôi nhá. Tiếp đến là cặp loa Czech cũng của hãng Diatone. Trong cái củ nó rất là dị dạng luôn các bạn này. Đấy, trở kháng công suất 15W này, Diatone. Giá là 430.000 đồng bao ship. Cái này gọi là hết từ, nó có từ móng ngựa, tổng dạng chữ U này. Đấy. Đã test hai tiết loa zin nguyên bản. Cái đậy này sáng choang luôn các bạn nhá. Đấy, nó sẽ như thế này. Cái đường kính ngoài là 8,3 cm, còn đường chéo ốc là 6,5 cm, còn phía dưới là 4,5. giá 430.000 đồng bao ship toàn quốc, và đã test hát tốt, nguyên zin nguyên bản. Đây là chiếc còn lại, Diatone.
mới leng keng luôn các bác nhé. Dòng chắc này tiếng rất sáng, nhuyễn, hay, tí tách nghe rất hay các bạn, của Diatone. 430.000 đồng bao ship toàn quốc. Tiếp đến là cái cặp chắc của hãng Technic nhé, cái mô EAS là của cái này là nôn của hãng Technic, nó chắc rôm này, chắc rôm này. Đường vòng tròn là 9 cm, đường trơ ốc là 7,5, còn ở đây là 5,5 cm, 430.000 đồng bao ship. Đây nó cũng ghi luôn 9 cm thì các bạn nhé, chắc rôm 9 cm, Japan 8 ohm này. Đấy. 9 cm nó đo cả viền ngoài các bạn nhé. Đấy. Tất cái vòng đường kính này là 9 cm. Đây là nhà sản xuất nó ghi. Loa đã test hát tốt, nguyên zin nguyên bản của hãng Technic các bạn nhé, Japan Nhật xịn. 430.000 đồng bao ship. Cuối cùng cũng là cặp check từ móng ngựa của hãng Diatone Made in Japan này. Ở đây nó sẽ có một cái hộc. Đấy, hộc đựng cái này. Trong cả bông tiêu âm luôn của hãng Diatone các bác nhé. Đấy. 8 ohm 10W này. Cộng một dây trắng trừ dây đen các bác nhé. Loa thì nguyên zin nguyên bản. Đường kính ngoài là 9 cm. Đường kính ngoài là 9. Đường trơ ốc là 8 cm. Còn đường ở phía dưới là 5,5 cm. Dòng này dòng màng giấy các bác nhé, dòng màng giấy giá 450.000 đồng bao ship toàn quốc. Đây là chiếc còn lại, chắc từ chắc móng ngựa Made in Japan Nhật xịn, 450.000 đồng. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22555. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.